Xin giới thiệu tới các mẹ chiếc bình đun nước pha sữa của Moi Bé Bé MB002. Nếu mà mẹ nào có nuôi con bằng sữa công thức thì không nên bỏ qua chiếc bình này, rất là tiện. Mình xin hướng dẫn sử dụng như này. Khi cắm máy vào, máy sẽ nhấp nháy cái nút power này, mình ấn lên để mở máy này. Sau đó mình chọn nhiệt độ hâm sẽ hiển thị ở bên cái thanh này và số nhỏ này là nhiệt độ hâm nước. Có thể dùng nút function có hình bàn tay này để chỉnh 40, 55, 70, 85, 90. Nếu mà pha trà này có thể dùng 85, 90. Thường thì sẽ hâm ở nhiệt độ 40 hoặc là 55, 70 với sữa Nhật. Sau đấy mình sẽ ấn nút reboil để đun sôi. Ấn hai lần khi hiển thị cái lá màu cái nút lá cây màu xanh này thì nó sẽ đun sôi. Sau khi đun sôi lên 100 độ thì nó sẽ hạ nhiệt độ tự nhiên. Khi nào cái số này bằng 40, tức là nhiệt độ nước bằng 40 thì là sẽ dùng pha sữa được. Bên này hiển thị nhiệt độ hâm, bên này là nhiệt độ thực của nước tại thời điểm hiện tại.